Hai anh em mình là Irene đến từ Coi68 TV và trong video ngày hôm nay thì Irene sẽ giới thiệu cho anh em một dự án mới mang tên là Orderly Network. Orderly Network thì là một sàn DEX được thiết kế nhanh chóng, an toàn và thân thiện với người dùng. Và ở cuối video này thì Irene sẽ chia sẻ cho anh em về khả năng airdrop cũng như là cách nhận thưởng từ dự án cho anh em. Tuy nhiên, Irene cũng sẽ lưu ý cho anh em đây sẽ không phải lời khuyên đầu tư và anh em hãy luôn sáng suốt trong mỗi quyết định số tiền của bản thân nhé. Ok, không để anh em chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu vào video ngày hôm nay thôi. Đầu tiên chúng ta hãy cùng tìm hiểu Orderly Network là gì. Orderly Network thì là một giao thức cơ sở hạ tầng không tích hợp giao diện người dùng, hoạt động ở mức độ cơ bản của một hệ sinh thái. Đây là một kết hợp độc đáo giữa cơ sở hạ tầng giao dịch dựa trên orderbook và một lớp thanh khoản mạnh mẽ cung cấp cho orderbook những cái giao dịch spot và futures. Được thành lập vào tháng 4 năm 2022. Trước đây thì Orderly Network vốn là một giao thức orderbook exchange được xây dựng ở trên Near Protocol. Tuy nhiên tính đến thời điểm hiện tại thì Orderly đã phát triển rất nhanh chóng và đang mở rộng ra nhiều chuỗi khác nhau. Orderly thì cung cấp giải pháp White Label DEX giúp giảm bớt thời gian và vốn đầu tư cho các nhà phát triển, đồng thời cho phép họ tận dụng tính thanh khoản của giao thức. Orderly thì giúp cho các sàn DEX có những tính năng tốt nhất của các sàn SEC, tức là các sàn tập trung, trong khi đó thì vẫn giữ được những tính chất cơ bản của các sàn phi tập trung, tức là các sàn DEX, như là giao dịch ở trên chuỗi và tự quản lý tài sản hoàn toàn cho người dùng. Với Orderly thì chúng ta thậm chí có thể tạo ra những ứng dụng giao dịch nhờ vào trải nghiệm plug and play liền mạch, tính thanh khoản cao và khả năng kết hợp mà giao thức này mang lại. Orderly thì sẽ giúp cho các sàn DEX có thể tùy chỉnh riêng và xây dựng nên những tính năng tốt nhất cho người dùng. Kế đến thì anh em hãy cùng Irene tìm hiểu một số những điểm nổi bật của Orderly Network nhé. Đầu tiên đó chính là kết hợp orderbook với tính thanh khoản. Với tính năng này thì sẽ cung cấp một trải nghiệm giao dịch với mức trượt giá thấp và chi phí tối thiểu. Thứ hai là phát triển nhanh chóng và dễ dàng. Với bộ công cụ SDK của Orderly thì sẽ giúp cho những nhà phát triển tiết kiệm được thời gian cũng như là chi phí của họ. Thứ ba là tính thanh khoản cao. Orderbook của Orderly thì được cung cấp bởi các market maker hàng đầu, do đó thì sẽ không bao giờ xảy ra cái tình trạng là thiếu thanh khoản. Tính năng tiếp theo là tự quản lý. Với tính năng này thì chỉ có người dùng mới có khả năng truy cập vào private key của họ. Điều này thì có nghĩa là người dùng sẽ có hoàn toàn quyền kiểm soát đối với tất cả tài sản của chúng ta trên sàn. Kế đến là chia sẻ doanh thu. Orderly Network thì cũng sẽ chia sẻ lại một phần phí giao dịch cho người sử dụng. Và cuối cùng là giao dịch không tốn phí gas. Orderly Network thì cho phép người dùng giao dịch ở trên sàn mà không phải tốn phí gas. Những người dùng của sàn thì chỉ cần phải trả hai khoản tiền. Thứ nhất là tiền đặt cọc để lưu ký ở trên Near và thứ hai là tiền để kích hoạt sản phẩm là trading key. Kế đến là các sản phẩm của Orderly Network. Thứ nhất là spot trading. Spot trading ở trên Orderly Network thì được thiết kế nhanh chóng, an toàn và thân thiện với người dùng với các tính năng như là dữ liệu thị trường theo dõi thời gian thực, orderbook thống nhất với biểu đồ giao dịch. Tuy nhiên là sản phẩm này chỉ có ở trên blockchain là Near. Thứ hai là trading future. Trading future là một hình thức giao dịch phái sinh cho phép người dùng giao dịch dựa trên giá tương lai của một tài sản không thực sự sở hữu nó. Orderly Network thì cung cấp các dịch vụ hợp đồng tương lai vĩnh cửu cho tiền mã hóa được thanh toán bằng USDC. Sản phẩm này thì cho phép người dùng giao dịch bằng đòn bẩy, nghĩa là họ có thể mở các vị thế lớn hơn mức họ có thể với số vốn khả dụng của mình. Và cuối cùng là token auction. Token auction ở trên Orderly thì là một cách để các dự án mới niêm yết token của họ ở trên Orderly và thu hút các nhà tạo lập thị trường hay là các nhà market maker cung cấp tính thanh khoản. Orderly thì cũng cam kết là chỉ những market maker được phê duyệt thì mới có thể dùng token để tham gia tạo lập thị trường ở trên giao thức, giúp cải thiện tính thanh khoản và giảm biến động cho danh sách token. Tiếp theo là về những DApp được build từ việc sử dụng các sản phẩm của Orderly Network. Chúng ta sẽ có một số sản phẩm như sau. Một số DApp nổi bật có thể kể đến như là Goofy DEX này, Fred Finance, ZC, Jump DeFi hay là BTSE DEX vân vân. Kế đến là về đội ngũ phát triển của dự án. CEO của Orderly Network thì là Ranji. Trước khi thành lập Orderly thì ông Ji từng là đối tác của Kronos Research. Đồng thời thì ông cũng đảm nhận vai trò cố vấn từ năm 2018 cho đến năm 2019. Ngoài ra thì ông Ji còn là Head of Ecosystem của Gu Network từ năm 2019 cho đến năm 2022. Về roadmap phát triển của dự án thì Irene sẽ để ở trên màn hình cho anh em theo dõi thêm. Tiếp theo là về những update mới nhất từ dự án Orderly Network.
Đầu tiên là Omnichain. Mới đây nhất thì Orderly Network đã thông báo ra mắt Orderly Omnichain, hạ tầng hứa hẹn cải thiện thanh khoản và hiệu quả giao dịch khi mà liên kết hoạt động giao dịch ở trên future liên chuỗi. Giải pháp này thì sử dụng công nghệ của Layer Zero để xây dựng hệ thống chuyển dữ liệu liên blockchain, từ đó thì làm cơ sở cho hoạt động giao dịch. Đây thì là một phần của chiến dịch mở rộng hoạt động từ Orderly sang tất cả các blockchain tương thích với Ethereum hay là EVM, kêu gọi tất cả những dự án quan tâm có thể trải nghiệm và hợp tác với Orderly Network. Orderly Network cũng tiết lộ rằng không chỉ những dự án ở trên Neo Protocol như là Red Finance hay là Sweat Economy, mà còn rất nhiều những sàn sách như là BTSE hay là WooX thì cũng đã bắt đầu xây dựng giải pháp Orderly Stack và Orderly SDK của họ để cải thiện khả năng giao dịch cho người dùng. Update thứ hai là về sự hợp tác của họ với rất nhiều Layer 2 lớn. Ngày 20 tháng 9 vừa qua thì Orderly cũng đã công bố hợp tác với Layer 2 ZK EVM là Linear. Linear thì vốn đã nổi tiếng là Layer 2 của ông lớn Consensus, người đứng đằng sau ví MetaMask. Với sự kết hợp này thì trong tương lai, những DApp của Linear sẽ được kết hợp cùng với những hệ thống Orderbook của Orderly, từ đó giúp nâng cao trải nghiệm người dùng. Orderly thì cũng cho biết là đã kết hợp với nhiều mạng lưới được quan tâm trong thời gian qua như là Arbitrum, Optimism, Linear, Polygon, Scroll và Avalanche. Tiếp theo là về các nhà đầu tư của Orderly Network. Orderly Network thì đã kêu gọi thành công 20 triệu đô tại vòng seed round vào ngày 9 tháng 6 năm 2022 từ các quỹ đầu tư nổi tiếng như là Pantera Capital, Dragonfly Capital, Squirrel Capital, Jump Crypto, GSR Venture, vân vân. Hiện tại thì Orderly chưa ra token và cũng mới chỉ vừa mainnet, cho nên là anh em có thể trải nghiệm thêm về dự án để có thể hiểu rõ thêm về Orderly, đồng thời là tăng cơ hội khả năng là anh em có thể nhận được airdrop từ dự án trong tương lai. Hiện tại thì anh em cũng có thể tham gia vào một số các cái campaign của dự án ở trên Galaxy để có thể nhận thưởng. Ở đây thì Irene sẽ giới thiệu cho anh em 3 mission để anh em có thể tham gia. Thứ nhất là mission của Orderly và Goofy. Ở mission này thì anh em có thể nhận được NFT và 1000 token Gu. Thứ hai là mission Spotlight Orderly Omnichain diễn ra hàng tuần. Ở mission này anh em có thể nhận được phần thưởng là khoảng 500 đô. Và cuối cùng là mission BTSE cùng với Orderly Binance One Up Campaign. Thì ở đây anh em tham gia thì có thể nhận được tổng giải thưởng lên đến là 1.500 đô. Anh đánh giá là cả 3 mission trên thì đều khá là đơn giản, chủ yếu xoay quanh việc là anh em trải nghiệm dự án cũng như là chia sẻ về Orderly Network ở trên mạng xã hội. Cho nên là Irene sẽ để đường link cho anh em tham gia, và nếu như anh em may mắn thì có thể nhận được những phần quà từ Orderly Network. Ngoài ra thì anh em cũng có thể tham gia chương trình đại sứ mang tên là Orderly Network Ambassador Program. Tổng cộng thì sẽ có 20 đại sứ được chọn cho chiến dịch ở trong vòng 1 tháng. Và nếu như được chọn thì anh em sẽ nhận được một phần thưởng NFT độc quyền và có cơ hội nhận được Elite Ambassador Badge và các phần quà hấp dẫn khác từ Orderly Network. Thời hạn đăng ký thì sẽ diễn ra từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10 năm 2023. Anh sẽ để đường link đăng ký cho anh em ở phía bên dưới phần mô tả cũng như là phần bình luận để anh em có thể đăng ký ngay từ bây giờ nhé. Vậy là vừa rồi Irene đã chia sẻ cho anh em về dự án Orderly Network. Irene hy vọng là anh em đã nắm được những thông tin cơ bản về dự án này để đưa ra những quyết định đầu tư sáng suốt. Và anh em lưu ý đây sẽ không phải lời khuyên đầu tư, và anh em hãy luôn sáng suốt trong mỗi quyết định xuống tiền của bản thân nhé. Và nếu như anh em có bất kỳ băn khoăn hay là thắc mắc nào thì hãy comment ở phía bên dưới phần bình luận nhé. Mình là Irene và hẹn gặp anh em trong những video sau. Bye!